Ngon, ngon, ngon liền lập tức. Kính chào cô chú anh chị cùng các bạn, mình là My. Cô chú và các bạn hôm nay có khỏe không? Hôm nay vợ chồng My review những cái đồ ăn mới lạ, mời cô chú anh chị xem cho vui ha. Vừa rồi My có chia sẻ những video này, My thấy cũng rất là hữu ích. Cô chú anh chị chưa xem thì mình xem lại. Rồi bây giờ mình bắt đầu review nha. Ở đây đang có cái máy massage này nè, để mình nhắc cho cô chú anh chị biết luôn, để mình review cái máy này ha. Là tại vì vừa rồi hai vợ chồng cô chú đó nói cho mình biết á, là cái máy massage này nè rất là tốt, cô chú xài giảm được đau nhức rất là nhiều, nhất là đau nhức ở đầu gối và ở lưng nữa. 99 đồng 99 mà nó có vừa nóng vừa lạnh luôn, mà của hãng Shopper Image, cô nói rất là thích luôn. Cái chỗ nào mà nhức mỏi á cô chú thì mình để ngay chỗ đó đó, là cổ nó giảm đau nhức đỡ lắm. Đau lưng hay là đau đầu gối rồi đó là mình để vô là một chút là nó cảm giác nó khác liền à, nhất là nó được cái nóng nữa đó, cô nói nó rất là thích luôn. Để chừng vài lần thôi là đầu gối thấy nó giảm đau nhiều lắm. Thì cô chú anh chị nếu có bị đau đầu gối thì mình thử coi mình có hết không nha. Là nó có nhọn nhọn nữa, bữa nay thì không có giảm giá, hình như thỉnh thoảng mình cũng thấy có giảm giá nha, mà cô chú anh chị thử coi sao. Cái độ lạnh nó là xuống tới 38 độ F, còn độ nóng nó lên tới 115 độ F, thích hơn là những cái loại mà massage thường. Cái đang có ở đây là Costco ở Fan Valley trên đường New Hope nha cô chú anh chị. Nguyên một phát như vậy nè, lần chạc pin á là mình xài được 3 tiếng đồng hồ, là cũng nhiều ha. Nó có 6 cái tốc độ. Ồ, cái tôm mà làm xà lách này nè các bạn. Vừa rồi có cái chị bạn của My nói ăn cái này ngon lắm nè My. Nếu mà cô chú chưa biết thì cho nói cho biết. Tôm làm xà lách trộn lên giống như gỏi vậy đó. Mà bữa nay còn có 5 đồng 97 nha các bạn. Tôm trộn gỏi rất là nhiều luôn á, ăn được mấy lần luôn, chỉ nói vậy đó. My review cái món này của Costco, có cà chua rồi nữa. À, anh thử coi nó có ngon không? Cái này nhìn anh cảm thấy nó giống như xào xà chút xíu hả? Dạ, nó có cà chua nè, nó có tôm, rồi nó có nhìn như dưa leo, nước, Cucumber đó. giấm. Dạ, em nhìn thấy giống như là gỏi mình trộn á. Dạ, Ừ. giống xào xà đó. Đúng rồi đó. Shrimp ceviche. Và Ừ. nè, nhìn củ hành nữa, ăn chanh nữa, cà chua, đủ thứ hết. Dạ. Đâu, xả thử coi. Dạ. Cái món này nè, Đúng rồi. anh chỉ thấy thôi chứ anh chưa ăn bao giờ. Ông xã không thích gỏi nữa cho nên người này không không phải món khoái khẩu rồi. Không có nói tệ, Vậy hả? nó có hơi chát chát nữa nha, Vậy ha, có chua gì chua chát. chát chát dai dai. Dạ. Có cái tôm á thì nó dai dai, Dạ. còn mấy cái kia thì là nó sực sực, nó giòn giòn, Dạ. ăn cũng giống như là fresh, nó lạ đúng không, Dạ. giống như đồ mà gỏi mà mới bóp vậy đúng không. Dạ. Tôm này không biết có luộc hay không hả, Tâm luộc rồi chứ. hay là nhờ cái nước giấm rồi nó làm cho chín. Thôi em nghĩ tao luộc rồi. Nó chua cũng không, đối với mình không không chua gì lắm, Dạ. nhưng mà gọi là chua mà nó không có phải gọi giống như kiểu Á Đông nha, rất là lạ, như thiếu thiếu đường, thiếu muối, thiếu nước mắm rồi, thiếu đủ thứ đó. Đại cái nó không có giống, nó rất Là là nó có lạ, chỉ có chua thôi phải không? chỉ có chua. Thịt tôm thì nó hơi lạc lạc dài dài. Vậy cái này chắc phải trộn lại. Ai mà mua cái này trộn lại rồi mới ăn. Kiểu Á Đông mình muốn nó đậm đà, nó mùi vị nó ngon hơn. Dạ. Này hơi thiếu một chút xíu. Cái này mình nghĩ nếu mà muốn ăn cho ngon á, chắc phải nên gia vị lại theo kiểu Á Đông tí xíu, bỏ mắm bỏ này nọ rồi vô vậy đó. Nước mắm hả? Có thể nó ngon hơn. Vậy giờ em phải pha cho anh chút nước mắm với chút xíu muối, hoặc là khỏi muối hay chút xíu mắm, xíu đường.
Cô chú các bạn mình mới ăn cái này cái mình nghĩ ra, tại mình nghĩ nó giống như xáo xà vậy đó. Dạ. Cái mình nghĩ là có phải có dip như mút với lại chip gì vậy đó. Thì nhà có bánh phồng tôm. Bánh phồng tôm này là ông xã mày ăn cũng 5-7 bịch, 10 bịch gì vậy. Hơn anh hả? Hơn luôn á. Dạ. Anh ăn rất là nhiều, đưa lên cái hiệu cho cô chú anh chị, chưa ai thử thì mình thử nha. Đó. Cái này ông xã mày mê lắm. Cái này anh chế ra vậy mới là ngon này, biết không? Dạ. Tại vì cái bánh phồng tôm nó có gia vị, thấy mùi nước mắm rồi nè. Đã lên nhiều phải không? Giống như hai đứa này nó làm chung. Cái này chế ra phải có món này vậy á. Dạ. Mà cái gỏi này tôm nhiều lắm cô chú anh chị. Tôm rất là nhiều. Tôm rất là nhiều nha. Vừa rồi đang giảm giá, em mua hộp này có được số đồng gì á, em nhớ. Rất là rẻ luôn. Quá chừng rẻ, hộp bự. Hai cái này cộng lại khác quá à. Vậy à. Ngon immediately. Wow. Ngon liền lập tức. Vậy đó hả? Nãy là chê đó nha, bây giờ không chê đâu. Vậy hả? Ồ, ngon lắm. Có vô cái mùi vị nó cân bằng trở lại liền. Dạ. Còn cái kia giống như chua. Không ngon gì hết chăng. Cái món này cô chú các bạn nó rất là nhiên, tại vì nó có cà chua đó, nó ra rất là nhiều nước nữa. Dạ. Mình về mình nên đổ bớt đi. Dạ. Xong rồi mình đem nếm đường với nước mắm trở lại mình ăn thì ngon hơn. Như nãy mình múc ra là mình lấy cái thôi. Dạ. mình dạng cái nước trong này nhiều nước lắm á. Dạ. Nước nó chảy ra nhiều quá, nó ra nước quá chừng à. Mà ăn với bánh phồng tôm ngon quá, rất là ngon. Cái tôm em thấy người ta để nhiều ơi là nhiều luôn, nhiều hơn gỏi bình thường của người Á Đông mình á. Dạ. Nhiều lắm. Tôm nhiều lắm. Này món ông xã chế. Mà con tôm cũng to anh hả? Như cái con tôm hay là người ta đập ra vậy? No, cũng là cái đi khúc bự. Dạ. Nguyên cục thịt này thấy không? Dạ. Đó, nguyên cục bự. Mà cái mùi vị nó anh có cần nghĩ là có thêm rau răm rau gì thì nó thơm hơn không? Ví dụ rau răm thì muốn chế là chữ Á Đông thêm rau răm nữa có thể ngon hơn á. Dạ. Nếu mình ăn không có thêm gia vị của Á Đông rồi này nọ, mình cho chừng 6 điểm. Dạ, tại dữ vậy hả? Nếu mà mình ăn shrimp ceviche này mà cộng với bánh phồng tôm là rất là ngon. Mình cho tới lên tới 9 điểm luôn đó. Nếu mà ăn riêng thì là tự nhiên đó. Dạ. Dạ. Nhưng đi bánh phồng tôm dĩ nhiên là ngon rồi phải không? Dạ. Nhưng mà hai cái này cộng lại tự nhiên như là Mỹ nó gọi là match made in heaven đó. Giống như là hai cái hợp nhau ở trên thiên đường vậy đó. Dạ. Rất là ngon. Dạ. Dạ, mình ăn cái kiểu này rất là ngon. Dạ. Hai cái đi tôi chắc ăn hết bịch này luôn á. Đây là thành phần dinh dưỡng á cô chú anh chị. Nguyên hộp này mình ăn được 8 lần lận á. Một lần ăn là nửa chén, được 45 calorie. Đường là có 1 gram à. Đây là thành phần có cà chua, tôm, nước chanh, dưa leo, muối, củ hành, có ớt, ớt xanh á. Mà cay nhiều không anh? Đâu cay nhiều hả? Không cay. Dạ, với ngò rí, tỏi, tiêu. Hai cái món này lý do mà nó rất là hợp với nhau á. Tại vì bánh phồng tôm cũng là làm tôm. Dạ. Còn cái này là cũng cái món tôm. Thành ra hai cái nó rất là hợp, nãy mình không suy nghĩ ra. Dạ. Lý do đó mình ăn rồi tôi thấy sao mình nó thấy ngon. Sao mình hợp dữ vậy em biết. 499 chôm ok bắp. Cô chú anh chị em review món này mua ở Trader Joe's. Cái này là rau củ thôi, người ăn chay được mà của người đại hàn. Được 3 cục như vậy nè. Người ta kêu mình làm một cái lỗ nhỏ. Xong rồi nếu mà mình để vô microwave một cái á thì microwave mạnh mà một ngày 200W thì để 1 phút 20 giây. Còn nếu mà 2 cục thì 2 phút 30 giây mà 3 cục là 4 phút. Mà máy microwave 1200W. Còn nếu máy yếu thì mình để lâu hơn. Sản phẩm của người đại hàn. Một lần mình ăn là một cục á là được 5g đường, 5g đạm. Sodium là 460mg, carbohydrate là 38g. Mi ham hai cái luôn rồi nè.
My để 3 phút, tại microwave của My là có 1000 watt à. Nóng luôn á. Nóng lắm. Cái này á là mình thấy người ta ăn người ta cầm. Mà bây giờ mà nóng quá. Mình thấy người ta ăn người ta cầm, nhưng mà cái này hơi nóng nên mình lấy đũa. Ở trong chợ người Nhật á, mình thấy có bán cái này, cái người ta bọc cái sushi rong biển ở ngoài. Thì ăn ở trong á, có nhiều khi người ta dồn cá tuna, rồi dồn gì đủ thứ hết á, mình thấy nhiều loại lắm. Mình mời các bạn cô chú nha. Cái cơm rất là dẻo luôn á. Ngon lắm các bạn ơi. Nó đậm đà lắm. Thường là dính cục vậy nè. Giống như là cơm chiên vậy á. Mà ở trong đây người ta làm rất là đậm đà. Ngon. Dễ ăn lắm. Cái mùi là mùi Á Đông. Mùi nước tương rất là nhẹ. Cái vị nó hơi ngọt ngọt. Nhưng mà quan trọng là cái gạo á, người ta làm rất là dẻo luôn. Cái loại gạo này rất là dẻo. Mình ăn cái cơm dẻo ngon lắm. Giống như cơm chiên mà nén lại vậy. Ở trong đây có chút chút. Mình nghĩ là cà rốt, rồi nấm nè, rồi hành. Đủ thứ, dễ ăn lắm cô chú anh chị. Đối với My á, thì cái này nó có gia vị rồi, nhưng mà nó hơi lạc một chút xíu, nhưng mà nó hơi nghiêng về ngọt một chút xíu. Giống như là người ta ướp có cái nước theo gia kỳ vậy đó. Cái nước mầm sườn bò đại hàng á, nó giống cái mùi đó đó. Nước nó ngọt ngọt mà nó thơm mùi nước tương. Ai thích mà hơi lạc lạc á thì cái này vừa ăn nè. Còn không thì chắc mình chấm tí xíu nước tương nữa là ngon lắm á. Quá dẻo luôn. Cái gạo rất là ngon. Dẻo dính răng luôn á. Ăn gần giống như nếp vậy á. Mà này là cơm. Khi mình cắn á, hộp cơm nó rời ra chứ không phải nó dính đặc cứng ngắc như là nếp, mà ngon, rất là ngon. My cho chút xíu gừng để mình ăn với giống như là sushi vậy đó, coi nó ngon cỡ nào nha. Cái gừng này có nhiều bạn hỏi, My mua ở chợ Đại Hàng sẽ có. Cái này vừa rồi là mua ở chợ EO Supermarket á, thì ta để trong cái hộp rồi về mình bỏ vô cái hũ. Cho chút nước tương với chút mè luôn ha. Mè là lúc nào nhà mình cũng có sẵn. Chút nước tương nữa nè. Đủ bộ luôn á. Quá ngon. Có mè vô nó thơm, tí xíu nước tương thôi là cái độ mặn nó vừa. Xong rồi cái mình ăn miếng gừng nữa. Perfect luôn á. Ngon. Cái món này nếu mà không có nước tương, không có gừng mè thì My cho khoảng 8 điểm. Còn nếu mà có luôn là mình cho 9 điểm được. Nó rất là vừa ăn, ngon, đậm đà so với người ăn chay nha. Còn người ăn mặn thì chắc trừ lại 1 điểm tại không có đủ thịt cá. Trước đó My có chia sẻ cái video này nè, mà mình ăn cái review cái sushi ở trong Costco mà người ta cũng làm rất là đậm đà, ngon. Ngon hơn là cái sushi mà hồi xưa mình nhớ ăn mà ở ngoài người ta bán sẵn mà fresh á.
là cái đó mình thấy không có đậm đà, mà cái loại trong video này nè thì mình thấy nó rất là đậm đà ngon. Cô chú anh chị chưa xem thì mình xem video đó ha. Còn cái cục này thì nó cũng giống như là nó đậm đà, cũng gần giống cái kia, nó hơi khác chút, nhưng mà mỗi cái nó có cái ngon riêng. Cái gạo rất là dẻo luôn, ngon lắm. Cô chú anh chị em review món này mua ở Costco Pozzoli Pork and Harmony Soup. Cái món này là nhìn giống như của người nước ngoài á. Ồ, hai bịch. Ông xã mi hâm rồi nè. Cái này là một bịch mình cắt ra. Nó kêu bỏ lên nồi nấu cho sôi thì mình không cần. Mình bỏ trong cái tô rồi mình hâm lên 3 phút rưỡi là được rồi. Dạ. Tại cái này là không có để trong từng đá, để trong từng tủ lạnh thường thôi. Dạ. 3 phút rưỡi là nóng lắm rồi. Để mình hấp thử coi. Này súp thịt heo mà trắng trắng là bắp phải không anh? Đúng rồi, cái harmony gì đó, cái đó là cái bắp trắng này nè. Dạ. Của Mễ. Bắp trắng của người Mễ. Người ta ăn nha. Rồi, bắp thì bùi lắm. Không có giống bắp thường. Cái này mùi vị em biết diễn đạt như thế nào, nó giống như cà ri của Ấn Độ mà không có được béo á. Dạ. Giống như cà ri Ấn Độ mà không có nước dừa của Việt Nam mình á. Dạ, giống vậy á. Có thịt cũng nhiều quá hả? Ừ. Cái nước nó hơi lỏng hơn là cái hình ta chụp ha. Hình chụp đầy cái trên. Kia nước quá chừng luôn. Này là hình anh làm bự lên. Dạ. Cái này người ta recommend là ăn với tortilla của mẹ. Làm miếng cái chip nữa ha. Ừ. Dạ. Cái thịt mềm, ngon, có thấm gia vị. Nhưng mà cái gia vị nó không có được ngon lắm, nó không có giống như không có vừa miệng Á Đông gì lắm. Nhưng mà cái thịt rất là ngon. Còn sống. Cái thịt rất là ngon. Dạ. Thịt heo rất là ngon. Còn cái bắp á, nó giống như hay giống như xô bắp của mình vậy đó. Dạ, cái bắp loại này là có loại trắng có, bự á. Dạ, có nhiều cô chú lấy mua của ở chợ Mễ á về nấu xô bắp á. Ủa, anh nói ngay chốc hả? Dạ, dạ. Thôi anh nhớ cái cọng á, cái nó bự mà nó nở ra mấy không? Dạ. Cái bắp nữa còn ngon. Là lạ ha. Dạ. Mùi vị nó hơi lạc lạc tí xíu, nó không có được đậm đà. Nhưng mà ăn theo kiểu này á, như cho biết nó như biết cái của người của nước ngoài ta ăn như thế nào phải không? Dạ. Lỡ lâu lâu như khi ai mời đến cái mình ăn dinner hay gì nếu mình cũng hiểu biết cũng được. Nếu mà so với Á Đông á thì không bằng. Rồi thôi cho điểm đây chứ. Cái này không có đúng khẩu vị gì lắm. Vậy ha. Dạ. Yeah, thứ nhất là cái nước nó rất là lỏng. Dạ. Mà nó lạc lạc nó không có đậm đà. Dạ. Thì mình cho cũng chừng 6 điểm rưỡi thôi. Dạ. Chứ, không đúng khẩu vị. Dạ, yeah, mà cái thịt á thì mềm mại ngon, nhưng mà cái gia vị thì cũng không có ngon lắm. Mà nó cái, lạc á phải. Dạ. Yeah, yeah. Mà cái thịt á thì rất là tender, rất là mềm mại, dễ ăn. Dạ. Ngon. Vậy mình về mình đem lại. Cho đó một nguyên một tô đó là một bịch đó cô chú, ở trong đây thì được 2 bịch. Nhờ một bịch này nữa nè. Nhờ một lần ăn là một bịch luôn vậy được đó ha, tại đó nhỏ. Dạ. Mà. Vậy mà trong đây người ta ghi tới 4 lần ăn lần đó. Thì một bịch là 2 người á, nghĩ khỏi đó. Dạ. Vậy là ăn chén súp nhỏ để ăn với cái khác thôi, chứ không phải là mình cố tình mình ăn cái này không, như như là hủ tiếu phở là không cái phải. Cái này là bao nhiêu một pack nè? Em cũng nhớ, cũng mấy đồng mà cũng rẻ, mà không có chắc giữ lâu gì hết nè cô chú anh chị. Ừ, như nước organic hết phải không? Dạ, anh nói rất là tốt luôn á, không phải organic nhưng mà tốt. Dạ, không có chắc giữ lâu. Cái bắp này với lại cái thịt này rất là ngon. Dạ. Chỉ có cái nước á, giống như là nó như nó không đi đôi với nhau. Cái loại này đang còn có 6 đồng à, rẻ quá. 6 đồng cho nguyên một cái mini cake là loại almond. 6 đồng.
Dạ, rẻ hả chị ha? Dạ, cái này có sale 6 đồng nè. Bánh hạt nhân nè cô chú anh chị. Có ở Costco cũng lâu rồi. Các bạn cô chú có thích không? Con của My nó lấy ăn rồi nó nói thích. Mời cô chú anh chị nha. My thấy bán lâu rồi mà chưa có thử. Thơm á. Cái bánh nó cũng xốp. Mình đụng cái cục. Wow, cái cục nè. Không ngờ là người ta có để cái lợn cợn của hạt almond vô trong cái này luôn. Ăn lợn cợn ngon á cô chú anh chị. Thơm mà nó cũng, cái bánh thì nó không có phải là mịn lắm nhưng mà cũng ok, mà hơi ngọt nha, đối với My là hơi ngọt. Mình thích có cái hộp hạnh nhân lợn cợn trong đây, ăn ngon. Nói chấm điểm á, nếu như mà lạc hơn chút nữa là My cho 8 điểm, nhưng mà tại vì ngọt so với My cho nên My cho 7 điểm, chứ overall là cái này ngon nè. Thấy em đụng mấy cái hộp hạnh nhân My thấy thích, mình ăn nó lợn cợn chút xíu á. Béo béo thơm thơm, cái mùi thơm làm như nó có nghiêng về mùi giỏ chanh vậy á, rất là thơm luôn. Nè, cho anh cái anh thử coi có thích không. Bánh hạnh nhân. Hai đứa con thì mình nói thích á. Thơm quá hả? Dạ. Cái mùi nó nói thơm. Ngon. Ngọt, hơi ngọt hả? Dạ. Cái hộp hộp đó là hạt nhân hả? Hạt nhân á. Rồi almond. Almond á. Dạ. Giống như lemon cake hả? Dạ. Lemon cake rồi có almond. Đúng rồi. Ngon. Không có được mịn lắm, em biết không? Dạ. Nó hơi, cái texture nó hơi sẩm sẩm. Ngon, được, mà hơi ngọt nữa. Em ăn thì em thấy nó, nếu mà lạc chút xíu nữa thì ngon. Đúng rồi, đó. Lạc chút xíu nữa ngon hơn. Dạ, cái này ăn phải uống trà. Nhưng mà em thích có lợn cợn, hạt hạnh nhân vô á. Thực sự ngon. Dạ. Bánh này ăn được lắm á. Nguyên hộp, rẻ quá chừng luôn anh. Đây rồi. Dạ. On sale có 6 đồng à. Cực cái luôn hả? Nói chung là 6 đồng vậy thì quá rẻ. Này đề là không có cái gì giả tạo trong đây hết. Dạ. Không có bad colors, không có preservative. Không có không chất giữ lâu luôn. Dạ. No artificial flavor. Dạ. Ông xã cho mấy điểm? Em cho 7 điểm. Anh hả? Chắc 8 điểm. Vậy hả? Ừ. Ông xã khoái ngọt. Không, anh tự hợp. Nếu mà nó lạc chút xíu là em sẽ cho 8 điểm. Tại vì cái hộp hạnh nhân lợn cợn á, mình ăn thấy ngon. Dạ. Anh là 8 điểm á. Dạ. Cộng với ly nước trà, nước trà ví dụ như. Nước cà phê đắng nha. Cái phần bánh bông lan thì cũng ngon. Thơm. Thơm hạnh thơm nhân. Thơm lemon. Dạ, thơm chanh. Tầm như da cũng có mùi làm như chanh vậy. Mình xin dừng ở đây nha. Cảm ơn các bạn cùng cô chú anh chị rất là nhiều đã xem đến hết video này luôn. Nếu các bạn cô chú ăn có món nào ngon thì xin chia sẻ với phần bình luận giùm My nha. My cảm ơn các bạn cùng cô chú rất là nhiều đã xem đến hết video này luôn. My chào tạm biệt. Bye bye.